Cùng I-Fi Channel tìm hiểu về tour tự đi riêng và tour đi theo đoàn, ở mỗi loại hình du lịch đều có những mặt lợi và hạn chế riêng. Để có thể hiểu hơn về tour riêng và tour đoàn bạn nên tìm hiểu các thông tin dưới đây. Tour đoàn là loại hình du lịch có nhiều người gia nhập vào một chương trình tour để chia sẻ những chi phí khác nhau như vận chuyển, tham quan, hướng dẫn viên. Ở tour đoàn, bạn sẽ kết nối, làm quen được với nhiều thành viên hơn. Chi phí cũng sẽ hợp lý vì mọi thứ đều được chia sẻ ra cho các thành viên. Tuy nhiên, bù lại bạn lại không có được không gian riêng tư. Lịch trình bị bó buộc thời gian đến các điểm tham quan cũng sẽ bị hạn chế thậm chí bị ép buộc vào các trung tâm mua sắm ngay cả khi không có nhu cầu. Có thể hiểu đơn giản, tour đoàn đi theo một lịch trình nhất định và không có sự thay đổi linh hoạt. Tour riêng là loại hình mới được phát triển du nhập vào Việt Nam. Loại hình này được xem là xu thế đi du lịch kiểu mới có lượng người yêu thích nhiều nhất. Bởi lẽ tour riêng kết hợp được yếu tố tự do điểm đến, thời gian cho từng địa điểm đảm bảo được an toàn cho các thành viên và đặc biệt số lượng người đi được tùy chọn theo yêu cầu của từng nhóm bạn gia đình hoặc cả một cá nhân loại hình này có mặt ở nước ngoài từ khá lâu thường được các gia đình có điều kiện kinh tế các cặp đôi đi nghỉ trang mật nhóm bạn yêu cầu thực hiện tour riêng phù hợp cho hộ gia đình có người lớn tuổi trẻ nhỏ đi cùng vì sẽ có những chương trình phù hợp và số lượng thành viên được giới hạn do chính người đặt tour quyết định ở cả hai tour riêng và tour đoàn đều có những lịch trình có sẵn nhưng ở tour riêng sẽ linh hoạt và thay đổi tức thì nhất nhằm phục vụ nhu cầu của các thành viên trong tour tất cả các quyết định thay đổi đều từ du khách còn ở tour đoàn thì quyết định chính nằm ở công ty hướng dẫn tour một số điểm nổi bật ở tour riêng có thể kể đến như đảm bảo được sự thoải mái cho các thành viên khi số lượng người trong tour được người đặt tự quyết định nhóm bạn hoặc gia đình có thể từ hai người trở lên hoặc thậm chí là một cá nhân tư vấn các điểm tham quan phù hợp đến du khách những địa điểm đặc biệt chỉ có người bản xứ mới biết thời gian khởi hành theo yêu cầu của khách hàng kế hoạch tham quan được xây dựng dựa trên những yêu cầu của khách hàng tùy thuộc ngân sách điều kiện sức khỏe thời lượng tour để đề xuất lịch trình được thay đổi linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng khách bao gồm các lựa chọn về khách sạn các bữa ăn các điểm tham quan độ dài tour phương tiện giao thông tự do lựa chọn những nhà hàng quán cà phê cao cấp hoặc những địa điểm ăn uống đặc biệt tại từng địa phương được yêu cầu về khách sạn, dịch vụ cũng như vị trí mong muốn, chính vì có nhiều ưu điểm nên chi phí ở tour riêng và tour đoàn cũng có sự chênh lệch nhất định. Tuy nhiên, để xem xét giá trị của chuyến đi thì bạn nên nhìn vào sự thoải mái, mức độ thư giãn mà bạn đã đạt được trong cả một kỳ nghỉ. Tùy vào nhu cầu của bản thân mà bạn có thể lựa chọn loại hình tour cho phù hợp, i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé!